tiếc. Tự nhiên tôi muốn mẹ Tiến muốn vào thì tôi lại muốn dụ thêm bà Phương, nhưng mà bà Phương chắc không được. Bạn nào? Bà Phương hôm qua ông kêu vào ấy, Akechi Ông phản này đơn. ông muốn gái vô chỗ này. Không, tôi chỉ muốn có cái vào để mà tôi làm tí content trong Discord bỏ chai. Lắm MB bình thường. Tám. Nhưng mà up này thì có 125 kb. Thế thì ít ra vẫn vẫn đỡ hơn bọn Facebook. Bình ơi dừng lại đi được không? Bình ơi dừng lại, không ai bảo ăn cái đấy đâu. Thấy cái avatar tôi đang cầm súng không? Lão lão nháo mày đấm cho phát vậy. Mày kiếm tí cái Yu-Gi-Oh vào đây cho vui. Ông là tính cái gì? It should be me, not him. It should have been me, not him. It's not fair. Xem tí có hình nào MT không để vào cho. MT à? Ủa cái mặt ông giật vật mà trong MT4 mà dạo gần đây ông hay úp. Anh ông hay úp đấy. Tôi nghĩ là đối với một cái bối cảnh sặc mùi tận thế như nó thì cần một nhân vật như vậy là tốt đấy. Thật ra là có bốn nhân vật cơ, kiểu FD4 nó xây dựng một câu chuyện không về một người nữa mà về bốn người. Một phim ấy, kiểu Persona. Tôi thấy như vậy ok, bởi mẹ kiểu thế giới MT có một điều tôi cảm thấy nữa là mẹ nó kiểu quá tập trung vào thế giới, thành ra là tôi không thấy được sức nặng của mỗi nhân vật. Ông cứ gặp con Maradus xong nó bảo đúc không. Có một sự thật là, à không, tôi nhớ là tôi từng nói với các ông trong group chat trên Met rồi, đó là tôi cực kỳ ghét phiên bản đọc tiếng Anh của mỗi series Yu-Gi-Oh. Đặc biệt là kiểu cách mà chúng nó edit mấy lá bài để mà Bình ơi! Lão nháo mày đấm cho phát vậy. Tôi chả hiểu sao mấy ông không muốn mẹ văn hóa Nhật lẫn vào bên trong quốc gia của mình hay là cái đéo gì. Nhưng mà tại sao phải edit mấy lá bài ngu vậy? Nó thậm chí còn đéo có ô cho dòng hiệu ứng. Nó giống như kiểu một cái ảnh được chui ra từ cái slide PowerPoint của thằng đéo nào ấy. Được rồi, tôi đã xong rồi. Bình, tiếp tục làm trò đi. Tôi nhận cả cái này vô. Tiến ơi, ngủ bao giờ? Tiến ơi! Em my stream Skyrim. Ai coi không? Ủa, stream gì? Skyrim. Uầy, mày không stream được không? Không biết. Không stream về đường cố nhá, tại không stream về đường cố nhá, tại cái máy stream máy cái là mình hơi bị nóng. Tôi stream con Doom Eternal bình thường quạt nó chỉ có 58%, tôi stream thêm cái lên 98% luôn. nên là nào ông gì stream là tôi hơi bị rét. Mẹ chưa kể đang hè nữa. Ơi hè tôi chưa ghi được kia nó có 20 GPU thôi mà tự nhiên nóng lên 60 độ. Tôi tự hỏi giờ nếu tôi có quay lại chơi Genshin thì mẹ cái lý do đấy chỉ để tôi quay lại. Tôi bỏ tin tôi đi, tôi đã từng đặt niềm tin vào MiHoYo một lần và rồi họ ném cho tôi cái plot của Inazuma đéo thể nào mà ngu bíp hơn. Story của Sumeru hay không? Sumeru có con tên nữa rồi. Được rồi, con ai thả cánh cụt vậy? Viên thức che mặt quá. Mẹ cánh cụt này kêu lạ quá. For real? Anh em mình phải chịu. Tôi nói thật là anh em mình phải vẽ nguyên một cái bonfire để chịu hồi Tiến hoặc là Maiden để nó mới được. Tiến đang sleeping rồi. Lúc trước thì đòi Khánh, giờ thì đòi Tiến. Thì con mẹ quá nhà bỏ bà thôi, không cần Khánh đâu. Nhưng mà ít Khánh có quả voi hay, mẹ Khánh có quả voi, mẹ bảo room chat, mẹ tôi thề luôn, nếu tôi thực sự mẹ chú tâm vào việc mẹ ngồi làm video các thứ, mẹ tôi vắt sửa giọng Khánh lên rồi bật cái mic chất lượng của mẹ
voi của Bình Khánh lên mày tận 200%. Thôi biết gì đâu, mẹ tôi biết ông chắc được cái giai đoạn mà lúc đó ông đang ngồi cậy cậy P3 Fed. Ờ chuẩn đấy, cái hồi đấy tại đâu thì hồi đấy cậy P4 cơ. Quá tốt. Cái hồi đấy nhìn cái avatar ông tưởng ông Fascino ấy. Sao kiện ra là Fabiusona. Không, thực ra thì Zeno lúc đấy mẹ tôi coi các thứ. Tính ra ở Việt Nam mình tôi chắc chỉ biết đúng mỗi có một kênh chơi Zeno, thành ra là mẹ tôi coi các thứ. Mà biết là mẹ kênh sắp stream Zeno 3 nhưng mình chả có tí kiến thức gì về Zeno 1, Zeno 2. Mẹ cứ thế tìm mấy kênh khác rồi ngồi cay. What the fuck, tao tự dưng nhảy lên 200 ping rồi. Ai cái ra vẫn được một sở thích là chung một fan đập là Persona, chứ không có fan đập chung thì nó có nói chuyện. Cây giờ cây chơi lại chắc cây Persona 2 là hợp lý nhất tại nó khá dễ, chứ chơi lại Persona Persona 3 với cả 4 trở lên Persona 5 trở lên thì ai sleep nha. Persona vô như cức. Tôi thấy Persona thế lần sau nếu như tôi chơi P1 P2 mẹ tôi rủ thêm ông vào chơi cùng nha. Được. Nên bây giờ tôi lười kiểu đếm thời gian mà nó mới cho mình đi đơn giản lắm ạ. Giờ tôi muốn tự chui vô cho nhanh. Bây giờ mà bảo tôi chơi lại B3, B4, B5 là tôi slip mất. Oh yeah, đúng rồi, mẹ P1, P2 nó đâu có bị giới hạn thời gian theo nhỉ. Cái thời gian nó chỉ để flu persona với cả hỏi nói chuyện thôi. Kiểu MT nó thế mà. Ờ yeah, tôi đúng rồi mẹ, cái vụ hồi tôi có xem quả review về Nocturne, tôi có nghe mà ngoáng là có một con boss phải tận dụng trăng tròn để mà đấm nhau với nó, kiểu vậy. Tôi chỉ biết là có một con đơn giản là đánh mình bắt đánh ba con boss nên mình đi sai rồi đấy mà. Ờ yeah, và một đống cái meme về Dante trong MT3 Nocturne nữa. À đúng rồi, Dante đúng rồi, có không để đâu. Kiểu thì mẹ vô anh chọc phát mà chết từng thằng con một thôi chứ. Tôi không biết là nguồn từ wiki hay là cái điện, hay là từ ông Lâm, nhưng mà từng nói là mẹ Dante là mẹ con demon mạnh nhất game phải không nhỉ? Nếu không thì nhưng chưa chắc lắm, tại vừa trổ cũng mạnh, tại hai đứa đánh ngang nhưng mà không xin năm thì tôi không biết đấy. Không, ý tôi là hiện tại thì mình chỉ giới hạn trong Nocturne thôi. Ờ đúng rồi, Nocturne thì không hẳn là Dante mạnh nhất, hẳn là do tôi mạnh quá nên thành ra không ai mạnh cả. Dante nó chỉ mạnh sau Lucifer, nó chỉ mạnh thứ hai thôi, Lucifer mới là mạnh nhất. Ờ thì ý là ông đòi hỏi gì chúa quỷ mà, với lại nó là một trong những lý do để mà tôi cày Star Arcana của buổi series. Lucifer là cái end. Lucifer là cái ending nghe bảo khó nhất. Tại ông phải leo 5 cái tháp của Calama. Cái mà tôi hơi lười nên thành ra tôi không quan tâm cái tháp gì lắm. Bên tôi là tôi không mua DLC nên thành ra bên tôi là Rydon. Mẹ ơi, ăn Rydon đánh game. Và thế là game mà mình đánh game phát chết rồi. Và đó là lý do ông chọn Freedom Ending. Đúng rồi, tôi lười. Tiến ơi, ngủ đi thôi. Ông Jin chưa, ông Jin xong chưa? À, chưa xong chưa, hỏi kìa. Chị đây rồi. Ok, xong rồi hả? Xong chưa? Tôi đang đau đầu rồi. Vậy rồi. Dào, nhanh. Mẹ, chúng ta phải vẽ bonfire để mà triệu hồi tiến hoặc là bất cứ thứ gì.